Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng đến kênh Nàng Mệnh Hỏa. Để tiếp nối chủ đề Mỗi ngày một món ngon, mình thân gửi đến các anh chị và các bạn món canh bí hầm dừa, được làm theo cách mà bà ngoại hay làm cho mình ăn ngày xưa. Hãy tiếp tục theo dõi cách mình thực hiện món ăn này như thế nào nhé. Đầu tiên, mình ra hông nhà chặt trái mít sắp chín trước cái đã. Đây là cây mít hồi xưa mình hay xách nước tưới cho nó hằng ngày. Vẫn luôn nhớ câu nói của bà ngoại: bà trồng chứ bà không ăn. Lúc còn nhỏ, mỗi lần bà kêu xách thùng đi tưới cây là y như rằng bà sẽ nói câu đó. Mình nghe xong đi tưới mà miệng thì luôn lẩm bẩm: bà trồng mà không ăn thì trồng để làm gì. Đúng y như lời bà nói, giờ cứ mỗi năm đến Tết thì mình sẽ có mít ăn dài dài, từ trước cho đến sau Tết luôn. Mình tha hồ làm nhiều món ăn ngon với nó. Mình đợi mấy ngày thì trái mít cũng tỏa ra mùi thơm, như báo hiệu em đã sẵn sàng để cho chị ăn rồi đó. Mà nói thật, công việc mà mình ngán nhất chính là xẻ mít. Còn ăn mít nhà mình thì ăn hoài cũng không hề ngán à ngang. Đầu tiên cho một chút dầu ăn xoa đều lên dao, để lát mình rửa dao cho khỏe. Cắt phần đầu trước cho chảy bớt mủ bên trong ra. Tiếp tục dùng túi ni lông để chùi bớt mủ mít. Sau đó xẻ trái mít từ trên xuống dưới theo chiều dọc. Tiếp tục dùng túi ni lông để chùi mủ mít. Dùng dao cắt làm hai và cắt bỏ phần cùi mít là có thể lấy từng múi mít ra ăn được rồi ngang. Để làm món canh bí hầm dừa thì mình cần lột từng múi mít và tách bỏ hột. Tiếp tục gọt vỏ một trái bí đỏ. Quê mình bây giờ thì khó tìm bí đỏ tròn, nên mình dùng bí hạt đậu. Nếu có bí tròn á thì sẽ dẻo nên ăn ngon hơn. Sau khi cắt bí xong thì mình cho bí vào nồi luôn. Kế đến, mình gọt vỏ hai củ khoai lang, gọi là bí hầm dừa chứ nấu thì mình thêm nào là khoai lang, rồi chuối và cả mít nữa. Khoai lang sau khi gọt vỏ xong thì mình cắt khúc dài khoảng 3 cm, sau đó chẻ thành hai nếu củ khoai to. Còn nhỏ thì mình để nguyên. Tiếp tục cho khoai lang vào nồi, ướp một chút muối, một ít đường và lắc đều lên. Bây giờ mình ra sau nhà để lượm dừa khô. Quê mình đi đâu cũng thấy dừa, nên các bà, các mẹ tha hồ làm thành nhiều món ăn ngon với trái dừa. Nào là nấu canh, nấu cháo, nấu cà ri, nấu chè, hay thậm chí làm cả kem nữa chứ.
Tiếp tục tới công đoạn lột vỏ dừa. Nhìn bằng mắt á, thì thấy việc này cũng khá là đơn giản. Và nó chỉ thực sự đơn giản với những ai làm quen tay thôi. Mình thì làm từ nhỏ, nên có cả cái dấu ấn của người Bến Tre trên cái ngón tay trỏ bên trái luôn. Sau khi tách vỏ dừa xong á, thì mình tách bỏ hết phần xơ dừa, rồi dùng dao gọt sạch phần xơ bám trên gáo dừa luôn. Để khi nạo á, thì xơ dừa không rớt vào cơm dừa, mình vắt lấy nước cốt sẽ trắng khi nấu, nhìn đẹp mắt hơn. Kế đến, dùng dao để đập trái dừa bể làm hai theo chiều ngang của trái. Mình lấy tô hứng nước dừa. Đừng bỏ nước dừa đi bởi vì nước dừa có vị ngọt. Lát mình cho vào canh để nước canh có vị ngọt ngon hơn. Bổ đôi trái dừa ra là có thể nạo được rồi. Giờ mình nạo dừa bằng cái bàn nạo mà bà ngoại để lại. Tiếng nạo dừa là âm thanh mình hay nghe vào mỗi buổi trưa khi còn nhỏ, vì các bà, các mẹ thường hay làm bánh cho con cháu ăn vào buổi xế chiều. Sau khi nạo lấy hết phần cơm dừa, thì gáo dừa mình quăng ra sân phơi khô để dành nướng đồ ăn. Cho một ít nước dừa vào, nhồi bóp thật kỹ để lấy nước cốt dừa. Vắt nước cốt dừa qua rây để lọc sạch xác dừa. Nước cốt dừa mình sẽ để riêng ra. Sau khi vắt lấy nước cốt dừa xong á, thì mình cho thêm nước vào xác dừa để vắt lấy nước dảo. Cho thẳng nước dảo vào nồi khoai bí để hầm luôn. Lượng nước dảo cho vào nồi hầm phải xăm xắp mặt bí và khoai. Còn xác dừa thì mình rải ra đất cho gà ăn. Công đoạn sơ chế đã xong, giờ mình dùng lá dừa để nhóm lửa hầm bí. Đặt thêm một ít củi vào bếp. Sau khi nấu bí và khoai được 15 phút thì mình cho chuối vào. Chuối phải thiệt là chín mùi thì khi hầm ăn mới không bị chát. Tiếp tục nấu chuối thêm 10 phút nữa thì cho mít vào. Sau đó đổ nước cốt dừa vào. Nấu thêm 5 phút nữa là có thể nhấc khỏi bếp. Cuối cùng cũng đến việc mà mình thích nhất đây rồi. Múc canh ra tô và thưởng thức thôi nào. Mẹ ơi ăn cơm. Nhờ có trái mít mà mới có cái tô bí hầm dừa nè. Bữa cơm chiều chỉ đơn giản với tô canh bí hầm dừa cùng khoai lang, chuối và mít. Ăn chung dĩa tép rang thôi là có thể no căng bụng à ngang. Món canh á, có vị ngọt, béo, ăn cùng mấy con tép rang có vị mặn mặn, mà còn lẫn thêm mùi thơm của mít nữa chứ, thì ta nói có thể vét sạch nồi cơm.